một số cái định nghĩa mới mà trước kia không có, đó là cái bán kính của mép ngoài, bán kính của dọc kim xe và bán kính của phần mép trong. Và đây là cái nội dung trong phần mềm VUI Tracking mà tôi đã giới thiệu trên kênh của tôi, đó là cái tiêu chuẩn ASTO của Mỹ. Thì với tiêu chuẩn Việt Nam này thì người ta cũng mô hình khá là giống tương đồng với tiêu chuẩn ASTO của Mỹ. Mình chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đến với kênh Anh Tuấn CV và tôi là Anh Tuấn. Ở trong buổi hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một những cái thay đổi rất là mới trong cái tiêu chuẩn với cái mã hiệu là TCVN 13592 2022. Đây là tiêu chuẩn đường đô thị yêu cầu thiết kế mà mới được ban hành vào năm 2022 và hiện nay thì đã có hiệu lực để được sử dụng trong tất cả các dự án đang thực hiện ở Việt Nam. Thì đây là một trong tiêu chuẩn mà cải tiến rất là nhiều. Và trong cái buổi hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu một số những cái thay đổi cải tiến mới trong tiêu chuẩn này để đáp ứng với cái nhu cầu phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển hạ tầng trên cả nước. Và những cái nội dung mà nó cũng rất là tiệm cận với tiêu chuẩn ASTO của Mỹ, cũng như những cái đường ở châu Âu, đường ở Mỹ, đường ở Úc, đường ở Nhật, đường ở Hàn. Và đồng thời thì trong cái buổi hôm nay tôi cũng muốn giải đáp một số các vướng mắc mà hiện nay rất nhiều người gặp phải, từ các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp đến các bạn kỹ sư, đến các bạn kiến trúc sư và quy hoạch, và gặp phải trong các dự án về hạ tầng kỹ thuật, về phát triển đô thị, về hệ thống đường đô thị hiện nay tại Việt Nam. Thì đây là một cái bảng kích thước của một số loại xe được quy định tại điều 6.1.2 của tiêu chuẩn 13592/2022. Thì với cái bảng này thì đã thay đổi so với tiêu chuẩn cũ, và tại đây thì người ta quy định những cái loại xe rất là tương đồng, rất giống với những loại xe trên thế giới, cụ thể là một số những loại xe trong quy định trong ASTO của Mỹ. Và những cái một số loại xe mà hiện nay rất ít sử dụng thì đã được bỏ đi, ví dụ như là những loại xe rơ móc VKB12 là xe rất là phổ biến, hay là xe buýt 12, hay là xe A-Beat, hay là City-Beat, thì rất là phổ biến trên thế giới hiện nay. Tất nhiên thì đôi chỗ là cũng có đôi khác, và cái điều khác này thì hoàn toàn là bình thường. Và tại cái điều 6.1.2 thì tại cái bảng 2 thì đã quy định cải tiến hơn rất nhiều, đó là đã quy định những cái bán kính quay đầu tối thiểu của một số loại xe, và có quy định cả ở mép ngoài, cả ở tim xe và tim đường, và cả ở mép trong. Thì đây là cái bảng mà minh họa cái quỹ đạo chuyển động của một xe con đi vào đường cong. Thì một số cái định nghĩa mới mà trước kia không có, đó là cái bán kính của mép ngoài, bán kính của dọc kim xe và bán kính của phần mép trong. Và đây là cái nội dung trong phần mềm VUI Tracking mà tôi đã giới thiệu trên kênh của tôi, đó là cái tiêu chuẩn ASTO của Mỹ. Thì với tiêu chuẩn Việt Nam này thì người ta cũng mô hình khá là giống tương đồng với tiêu chuẩn ASTO của Mỹ. Và tại đây là trong cái video, các bạn có thể xem lại ở video buổi tôi đề là Civin 3D Part 4, mô hình quỹ đạo chuyển động của dòng xe trong quy hoạch đô thị VUI Tracking. Thì đây là một cái quỹ đạo mà của phần mềm VUI Tracking của Mỹ vẽ ra theo tiêu chuẩn ASTO của Mỹ. Nó cực kỳ là giống với cái xu thế hiện nay tại Việt Nam đang quy định trong tiêu chuẩn. Trước kia thì người ta chưa quy định, chưa nói đến cái phần quỹ đạo chuyển động dòng xe này. Và hiện nay thì khi đưa lên quỹ đạo này thì các cái bán kính mà các cái loại xe đi vào đường cong thì người ta cần phải mở rộng cả phía lưng và cả phía bụng. Thì nó mới phù hợp với mô hình quỹ đạo chuyển động, và như thế mới phù hợp với các cái đặc tính kỹ thuật của các cái dòng xe.
Các bạn có thể xem lại cái video tôi đề là Part 4 mô hình quỹ đạo chuyển động của dòng xe trong quy hoạch đô thị thì để hiểu rõ hơn về cái mô hình này. Đây là ví dụ một cái phần mềm ở View 2 Tracking, và trên này thì tôi mô hình cái dòng xe con, và trên này thì có đầy đủ các cái đặc tính chuyển động của dòng xe khi vào đường cong. Đây tôi ví dụ, tôi là mô hình lại cho mọi người hình dung. Đây tôi lấy dòng xe là Bashenko Car, đấy dòng xe này để tôi mô hình. Thì đây tôi ví dụ dòng xe nó chuyển động như thế này, và khi vào đường cong thì nó sẽ mô hình cho chúng ta vẽ ra là gồm có cả cái phần mở rộng phía lưng và mở rộng phía bụng, cũng như là với cái phần mềm này có thể xem trực quan lại cái vị trí mà dòng xe này chuyển động qua từng vị trí bất lợi. Thì mọi người có thể xem lại video tôi đề đây, video này đây. Đây, các video về VR checking tôi sẽ, và đồng thời tôi sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người tiện theo dõi để hiểu hơn về cái mô hình quỹ đạo chuyển động của dòng xe này, và nó rất là phù hợp với cả cái tiêu chuẩn ở Việt Nam hiện nay mới được thay đổi ban hành. Và ở điều số 9 về quy định về mặt cắt ngang thì có thêm các khái niệm về khối của phần xe chạy. Mà trước kia thì cái khái niệm này là chưa có. Đây là những khái niệm mới là được quy định trong cái tiêu chuẩn 13592/2022. Các bạn đang nhìn trên màn hình, đây là các cái dạng mặt cắt ngang điển hình. Ví dụ như dạng một khối thì chúng ta chỉ có một cái phần, một cái khối xe chạy. Dạng hai khối thì tức là hai cái khối xe chạy được ngăn cách nhau bởi cái giải phân cách cứng ở giữa. Dạng bốn khối thì gồm có là bốn khối phần xe chạy được ngăn cách nhau bởi các cái giải phân cách cứng ở giữa, và dạng kết hợp giữa cầu cạn và đường đô thị ở phía dưới. Ngoài cái dạng một khối, dạng hai khối thì rất là phổ biến hiện nay, nhưng dạng ba khối, bốn khối thì trong tương lai các bạn phải sử dụng những phần mềm nó tương thích thì mới có thể thiết kế được. Ví dụ như các bạn sử dụng phần mềm cổ của ngày xưa như Nova chẳng hạn thì rất khó để định nghĩa được các cái khối đường mà các cái loại đường mà 3-4 khối như thế này. Các bạn chỉ có thể sử dụng phần mềm hiện đại hiện nay, ví dụ như Civin 3D để thiết kế và định nghĩa được cái này. Và cái này nó rất là phù hợp với cả các cái quy định trên thế giới, ví dụ như ASTO của Mỹ, hay các đường ở châu Âu, các đường ở Úc, ở các cái đường ở Nhật Bản và Hàn Quốc thì đều có những cái dạng đường như thế này. Ở một số định nghĩa mới mà trước kia mọi người chưa hiểu hết. Hầu hết trong các cái tôi tạm gọi là dân gian thì người ta hay gọi là lòng đường và vỉa hè, mà thậm chí ngay cả trong những cái văn bản thuộc của các cơ quan quản lý nhà nước thì người ta vẫn hay dùng cụm từ lòng đường và vỉa hè. Thì hiện nay là tên cụm từ lòng đường thì nó không còn phù hợp với quy định trong tiêu chuẩn nữa. Mà tiêu chuẩn thì người ta sẽ quy định làm các cái loại, các cái thành phần trên một mặt cắt ngang của đường thì bao gồm, thứ nhất là gồm có hè đường, các bạn đang nhìn thấy. Thứ nhất là phần hè đường, các bạn đang nhìn thấy cái hình màu xanh này. Thứ hai, chúng ta có thêm cái khái niệm phần lề đường. Thứ ba, chúng ta có thêm khái niệm là phần xe chạy, cái phần màu đỏ này. Và thứ tư là cái phần giải an toàn. Cái giải an toàn là giải bên cạnh, cái giải phân cách giữa. Và thứ năm là chúng ta có một bộ phận là giải phân cách cứng ở giữa. Thế thì định nghĩa trong cái mục 9.2.1, cái điều 9.2.1 người ta có định nghĩa là phần xe chạy là phần mặt đường dành cho các phương tiện đi lại đó. Và một cái phần xe chạy này thì có thể gồm có nhiều làn xe, và mỗi một làn xe, chiều rộng của một làn xe thì tùy theo cái quy mô tính toán mà có phạm vi thay đổi từ 2.75m cho đến 3.75m. Mà cái chiều rộng này nó là bội số của 0.25m tương ứng với các cái loại đường. Và lề đường thì được quy định định nghĩa ở mục 9, điều 9.3.1 thì lề đường là phần cấu tạo tiếp giáp với phần xe chạy, có thể có các chức năng bảo vệ kết cấu của mặt đường, cải thiện tầm nhìn, tăng khả năng thông hành, tăng an toàn chạy xe, bố trí thoát nước. Người ta có thể bố trí các cái thoát nước, cống thoát nước ở phần lề đường này. Để vật liệu khi duy tu bảo dưỡng sửa chữa đường, và lề đường có thể có chức năng là của làn đường dừng xe khẩn cấp, cũng như là các cái bãi đỗ xe người ta bố trí ở đó. Sau đó là lề đường thì hiện nay thì có thể người ta có
thiết kế rộng đến 4-5 mét để phục vụ các cái yếu tố là bãi đỗ xe hay là làn dừng xe khẩn cấp hay là để các hệ thống thoát nước ở dưới đó. Hiện nay thì theo cái tư duy cũ ấy, thì rất nhiều dự án, cực kỳ nhiều dự án người ta bố trí hệ thống thoát nước ở trên cái vỉa hè. Tất nhiên đối với những loại đường mà vỉa hè rộng ấy thì tôi không nói làm gì, bố trí thoải mái. Rộng tức là trên khoảng độ 4,5 mét thì bố trí thoải mái, nhưng mà cái loại vỉa hè mà dưới 4,5 mét 3 mét này, 4 mét này thì cái việc bố trí hệ thống thoát nước, các hệ thống kỹ thuật ví dụ thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống cấp nước, hệ thống hố ga, cây xanh, cột điện trên đó thì gần như là cực kỳ là chật chội, và cái việc chật chội này nó không phù hợp với các cái tiêu chuẩn khác liên quan, ví dụ như là khoảng cách giữa các cái loại ống cống này, và thậm chí là cây cối còn có nguy cơ là trồng cây trên cả cống đó. Những cái loại mặt đường mà từ 3 mét ấy, mà cố đưa hệ thống thoát nước lên vỉa hè thì thực sự là không phù hợp đấy. Nhưng mà hiện nay thì tư duy cũ thì rất nhiều dự án người ta bố trí cái kiểu đấy, thì hiện nay cái tiêu chuẩn mới này người ta khuyến cáo là nên bố trí cái hệ thống thoát nước xuống dưới phần lề đường đó. Và tôi cũng cần nhắc lại là cái từ lòng đường, lòng thì chúng ta chỉ nói lòng gà, lòng lợn, lòng vịt, lòng ngan thôi, chứ đường thì không có lòng, mà đường thì chỉ có phần xe chạy, lề đường, hè đường, giải phân cách và giải an toàn. Đó là những cái tên trong một cái bộ phận mặt cắt ngang của đường. Thì trong cái phần Civil 3D nó có cái phần Assembly, thì đây là một cái mặt cắt điển hình trong Assembly của Civil 3D người ta định nghĩa. Thì người ta cũng có những phần hè đường, những phần lề đường, những phần xe chạy, và kết cấu phần xe chạy thì theo ASTO của Mỹ ấy, thì nó khác cái kết cấu phần lề đường, bởi vì phần lề đường thực ra là xe không chạy vào đó mà chỉ có dừng xe khẩn cấp này, rồi thì để hệ thống thoát nước này, rồi thì các cái hệ thống như tôi vừa nói đó. Nên là lề đường thì thường cái kết cấu mặt đường nó sẽ như yêu cầu nó sẽ nhỏ hơn là phần xe chạy. Đó là cái tiêu chí trong cái ASTO. Và các bạn có thể xem thêm video là thiết kế chắc ngang điển hình mặt bằng tuyến Road Design in Civil 3D Assembly Corridor cái phần 2 để hiểu rõ hơn về thiết kế mặt cắt ngang điển hình bằng Assembly trong Civil 3D. Thì đây là cái nội dung mà cái buổi hôm đó tôi đề là thiết kế chắc ngang điển hình mặt bằng tuyến, thì tôi có thể mở lên để cho mọi người hình dung. Đây. Nếu mà giống phần đó, chúng ta thiết kế mà giống cái phần xe chạy, phần làn đường chính ý, thì chúng ta có để là 1,07. Còn nếu không giống ý, ví dụ như là cái phần mà bê tông nhựa nó mỏng hơn này, phần bay sắp bay mỏng hơn này, phần kết cấu K98 mỏng hơn này, thì chúng ta nhập thông số đây. Ví dụ tôi nhập đây là 0,8. Kết cấu chỗ đấy nó mỏng hơn 0,8. Ok, tôi thích chỗ này. Đó, thì sẽ được kết cấu của cái phần mà đó là thiết kế bằng Civil 3D. Do vậy cái tiêu chuẩn hiện nay mới nó rất là sát với ASTO của Mỹ, cũng như phù hợp với cả cái thiết kế trong Civil 3D, tức là có bộ phận lề đường. Và theo tư duy, theo logic thì lề đường, cái kết cấu mặt đường nó sẽ yêu cầu nhỏ hơn cái kết cấu của phần xe chạy. Ở mục 2.1.2 thì cao độ thiết kế, ở đây còn có quy định về cao độ thiết kế, thì cao độ thiết kế phải tuân theo các cái cao độ khống chế. Đặc biệt lưu ý là cao độ đã được xác định trong quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt đó. Ví dụ như dự án người ta được phê duyệt cái quy hoạch 1/500 thì đến những bước thiết kế cơ sở ấy, bước lập dự án đầu tư ấy, bước thiết kế, bước nghiên cứu khả thi ấy, thì tất cả các cao độ đó phải tuân thủ theo cái 1/500. Do đó thì cái tinh thần của tiêu chuẩn này người ta đề cao rất là cao cái trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cũng như trách nhiệm cái chất lượng trong đồ án quy hoạch 1/500, chất lượng rất là cao để các bước sau người ta không điều chỉnh nữa. Cái quan điểm trước kia ấy, thì người ta cứ thiết kế bước sau người ta vẫn có thể vi chỉnh bước trước. Ví dụ thiết kế cơ sở thì người ta vẫn vi chỉnh một số cao độ ở bước 1/500, vì bước 1/500 thì người ta lại thiết kế nó không được đâu đó, nó không được chi tiết cho lắm,
nên người ta cứ chờ đến bước sau để điều chỉnh bước trước. Nhưng bây giờ thì người ta yêu cầu là phải tuân thủ theo cái quy hoạch chi tiết. Cao độ khống chế tĩnh không của các công trình trên cao hoặc các công trình ngầm dưới đường phố thì đương nhiên các yêu cầu khác về mặt kinh tế kỹ thuật, về mặt kiến trúc cảnh quan đô thị và yêu cầu hợp lý của cơ quan quản lý đô thị. Yêu cầu kiến trúc cảnh quan và yêu cầu hợp lý của cơ quan quản lý đô thị tức là gì? Hiện nay những dự án mà phát triển đô thị, rất nhiều dự án, tôi lấy ví dụ như người ta thiết kế những cái điểm khống chế cả một đoạn phố là đều như dốc bằng không. Dốc bằng không thì để thì đương nhiên nó cái yêu cầu thoát nước thì người ta cần phải xử lý, tí nữa tôi sẽ nói. Nhưng nó sẽ được đạt được những cái yêu cầu về cảnh kiến trúc cảnh quan, về thẩm mỹ, ví dụ như là một đoạn phố dài mà để độ dốc là 3/1000 ý, 0.3% là độ dốc tối thiểu ý, thì nó sẽ chênh cao giữa các căn nhà liền kề, nhà shop house, giữa điểm đầu phố và cuối phố, và do đó thì cái mặt thẩm mỹ nó sẽ không được, đâu đó nó chưa được xịn sò cho lắm. Chứ còn chênh như thế thì ở châu Âu người ta vẫn thiết kế bình thường, nhưng Việt Nam thì người ta nghĩ là nó phải bằng nhau nó mới đẹp. Tôi lấy ví dụ như là để xử lý cái bậc tam cấp vào nhà ấy, nó chỗ để mà xử lý độ dốc dọc của đường ấy, thì bậc tam cấp vào nhà nó có thể là nhà đầu phố và cuối phố nó phải chênh nhau, ví dụ như nhà cuối phố thì nó cao hơn. Còn nếu mà để bằng nhau hết các bậc tam cấp vào nhà ấy, thì cái mái nhà ấy nó lại lệch nhau, chỗ nhà cuối phố thì cao hơn so với nhà đầu phố, thì do đó là cái phần kiến trúc cảnh quan nó đâu đó nó có bị một chút bị ảnh hưởng. Nhưng mà người ta xử lý bằng các cái yếu tố về mặt thẩm mỹ khác, về mặt kiến trúc khác thì vẫn được. Nhưng mà Việt Nam ấy thì hiện nay rất là phổ biến là rất nhiều dự án người ta thiết kế cả một đoạn phố dài độ dốc bằng không là nhìn cho đẹp đấy. Đấy, sau đó thì cái mục mà 12.2.2 người ta có quy định về độ dốc tối thiểu, thì đối với tiêu chuẩn này người ta quy định độ dốc tối thiểu mong muốn là 5/1000 và độ dốc tối thiểu quy định là 3/1000 đó, 3/1000 tức là 3/1000 để đảm bảo cái loại thoát nước tự nhiên. Nhưng mà do cái vấn đề là thẩm mỹ liên quan đến cảnh quan nên là rất nhiều dự án người ta để nó 0%. Thế thì trong tiêu chuẩn này người ta cũng có mở hơn, đó là khi để 0% thì phải xử lý như thế nào, thì tí nữa tôi sẽ nói ở phần sau, cụ thể là quy định tại điều 16.4 là cái giải pháp thiết kế rãnh răng cưa, giải pháp thiết kế cống để đảm bảo độ dốc của phần đường nhỏ hơn 3/1000, cụ thể là đến tận 1/1000, 2/1000 hoặc là 0%, độ dốc là bằng nhau, không có dốc một chút nào cái phần dốc dọc của đường. Liên quan đến nền đường thì ở đây cái mục 14.1.1 thì có quy định là bề rộng của đường phố thì bao gồm các bộ phận trên mặt cắt ngang trong phạm vi chỉ dưới đường đỏ. Người ta có định nghĩa cái bề rộng của nền đường là gì, là toàn bộ cái phần mà trong phạm chỉ dưới đường đỏ, tức là gồm có cả vỉa hè, cả vỉa hè, cả lề đường, cả phần xe chạy đó, thì tất cả cái thứ đấy người ta gọi là nền đường. Và mục 14.1.2 người ta có quy định là việc thiết kế, thi công, nghiệm thu và khai thác nền đường đô thị ngoài việc áp dụng các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 9436 và tiêu chuẩn chuyên ngành tương ứng. Thế thì trong tiêu chuẩn TCVN 9436 tại mục 7.2.1 thì có quy định là khi mặt nền tự nhiên có độ dốc mà dưới 20% thì phải đào bỏ đất hữu cơ rồi nu nền có thứ thì mới đắp lên, và hoặc là phải bằng 0 K/85 đối với đường các cấp khác và K/90 đối với đường cao tốc, đường cấp 1, cấp 2 trước khi giải vật liệu đắp các lớp thuộc thân nền đường phía trên. Sở dĩ tôi nhắc đến điều này là bởi vì sao? Bởi vì hiện nay rất nhiều dự án thì nhiều người quan niệm rằng là chỉ cần vét hữu cơ cái phần xe chạy, tức là phần mặt đường ấy, cái phần bây giờ nói theo kiểu mới là phần nề đường và phần xe chạy ấy, chứ còn phần vỉa hè thì không vét hữu cơ, cứ thấy đắp lên, nói là đấy là không có phần xe không chạy ở đấy thì đắp lên đó. Nhưng mà theo quy định trong 9436 là yêu cầu phải vét hữu cơ hết toàn bộ thân nền đắp các bộ phận của đường, mà các bộ phận của đường thì được định nghĩa tại mục 14.1.1 là toàn bộ cái phần mặt cắt ngang trong phạm vi chỉ dưới đường đỏ. Do đó là các bạn mà thấy các dự án nào ấy mà chỉ vét hữu cơ phần lòng, phần gọi là ngày xưa người ta gọi là phần lòng đường ấy,
nhưng bây giờ người ta gọi là phần xe chạy ấy, thì nó không đúng đâu, không đúng với cả tiêu chuẩn 9436, không đúng với tiêu chuẩn 13592/2022. Và trong cái 9436, cái mục 7.2.6 người ta cũng có nói là phải vét sạch, đào bỏ lớp đất hữu cơ và có biện pháp hút hết nước trước khi đắp thân nền đường qua vùng ruộng lúa nước. Đó, nên là rất nhiều dự án mà các bạn thấy thẩm định, phê duyệt, thiết kế mà các bạn chỉ vét hữu cơ phần lòng đường, nói theo kiểu cổ, người nói theo kiểu mới là phần xe chạy, và cái phần vỉa hè không vét hữu cơ thì không đúng với tinh thần trong các cái tiêu chuẩn hiện hành, các quy định hiện hành, và là không có lý luận thực tiễn về mặt kỹ thuật là cái việc để lại cái hữu cơ đấy để làm gì. Đó, thì cái này là thực tế gặp phải, nên là lưu ý mọi người khi mà thậm chí cả các bạn sinh viên khi làm đồ án tốt nghiệp cũng như các kỹ sư, các cái đơn nhà quản lý thiết kế, quản các cái chủ đầu tư thì nên lưu ý cái việc này là phải vét hết hữu cơ. Tại sao tiêu chuẩn người ta phải quy định vét hết hữu cơ cái phần nền đường? Là bởi vì nếu anh không vét cái vỉa hè thì cái phần hữu cơ nó tạo ra độ lún dư và dẫn đến là vỉa hè nó bị lún và rất là khó thi công các lớp K90 hoặc là K85 ở trên phần vỉa hè. Đấy là cái ý nghĩa mà người ta quy định trong các tiêu chuẩn là vậy. Chứ còn lập luận của các bạn là bỏ cái phần không vét hữu cơ của vỉa hè đi thì các bạn lập luận như thế để tiết kiệm, nhưng thực ra tiết kiệm thì nó lại lợi bất cập hại, tiết kiệm được một chút thì lại hại rất là nhiều do nó bất ổn định của phần vỉa hè. Về quy hoạch chiều cao thì cũng có những thay đổi, đó là mục 16.1.2 thì có quy định công tác quy hoạch chiều cao khi thiết kế đường phố và nút giao thông phải tuân thủ yêu cầu quy hoạch chiều cao ở các giai đoạn thiết kế quy hoạch trước đó. Và đặc biệt điều này là khuyến khích thiết kế quy hoạch chiều cao đường phố và nút giao thông ở mọi giai đoạn thiết kế, tức là mọi giai đoạn thiết kế thì lên thiết kế quy hoạch chiều cao. Tuy nhiên bắt buộc nhé, phải thiết kế quy hoạch chiều cao ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật đối với các đường chính đô thị và các nút giao thông trên các đường phố này. Ngày xưa thì rất nhiều dự án về đô thị người ta không lờ đi cái chuyện thiết kế quy hoạch chiều cao và các nút giao thông và các đường chính đô thị. Và hiện nay thì trong quy hoạch này, trong cái tiêu chuẩn này, người ta yêu cầu là bắt buộc là phải thiết kế quy hoạch chiều cao và quy hoạch đối với các hệ thống đường trục chính đô thị và các nút giao thông. Thì các bạn quy hoạch chiều cao là như thế nào thì các bạn xem lại cái video tôi đề là Civin 3D thiết kế quy hoạch chiều đứng tuyến đường trong đô thị. Cụ thể đây, cụ thể là video này thì tôi đã nói đây, tất cả các đường trong tuyến đường chính này người ta phải vẽ lên cái đường đồng mức thiết kế quy hoạch chiều đứng và cũng bao gồm cả vỉa hè như thế nào trong một cái đô thị, và đồng thời thì nút giao cũng phải thiết kế như vậy, thì đó mới là cái thiết kế quy hoạch chiều cao. Và trong tiêu chuẩn này thì người ta yêu cầu tất cả các thiết kế thì khuyến cáo, nhưng riêng thiết kế kỹ thuật thì phải thiết kế ở những cái đường chính và các nút giao thông chính. Quay lại cái vấn đề mà rãnh dọc, rãnh biên thì ở đây ý, thì tại cái mục 6.4.4 thì người ta có quy định là cái này là 16 chứ không phải 6, tôi xin lỗi tôi nhầm. 16.4.4 thì có quy định là trường hợp độ dốc dọc đường nhỏ hơn 3 phần nghìn thì cần cấu tạo rãnh biên thu nước trực tiếp hoặc rãnh ranh cưa, tạo rãnh ranh cưa bằng cách thay đổi độ dốc ngang của phần nề đường đan rãnh. Độ dốc dọc của đáy rãnh thì tối thiểu nên để là 0.3%, tức là 3 phần nghìn. Tức là cái độ dốc dọc của đường như tôi nói ban nãy ấy, mà nó không đảm bảo cái độ dốc dọc tối thiểu là 3 phần nghìn. Ví dụ như là 0% bằng phẳng hết cả từ đầu đến cuối một tuyến phố thì người ta phải cấu tạo rãnh răng cưa. Rãnh răng cưa này thì được tạo độ dốc 3 phần nghìn từ cái phần lề đường đến cái phần đan rãnh, hoặc nếu không có lề đường hoặc lề đường quá nhỏ thì người ta cấu tạo phần đan rãnh để đảm bảo cái độ dốc đáy rãnh là tối thiểu phải là 3 phần nghìn. Đây, quay lại cái chỗ này thì toàn bộ phần nề đường này người ta sẽ tạo độ dốc lớn hơn phần mặt đường để đảm bảo cái rãnh dọc thoát nước là rãnh răng cưa và độ dốc dọc của đáy rãnh là 3 phần nghìn. Đây là những quy định mở và rất là mới để đáp ứng cái một số dự án người ta yêu cầu về mặt cảnh quan, về mặt thẩm mỹ. Như tôi nói đấy, để cho các cái nhà liền kề, nhà shophouse nó không
chênh lệch nhau về mặt cao độ, ví dụ như là bậc tam cấp vào nhà nó không cao thấp khác nhau, mái nhà nó không cao thấp khác nhau thì nhìn nó đẹp. Tuy nhiên quan điểm của tôi thì vẫn nên để cái độ dốc của phần dốc dọc của đường là 3/1000, bởi vì nó có cao thấp mà một chút khác nhau ở các cái phần nhà shop house liền kề thì người ta xử lý bằng những yếu tố kiến trúc khác, cảnh quan khác thì vẫn là rất là đẹp. Ở nước ngoài, ở châu Âu người ta thiết kế rất là bình thường cái chuyện đấy, nhưng mà Việt Nam hiện nay thì rất nhiều dự án người ta để là chỉ là 0% thôi chứ không có dốc dọc của đường. Tôi lấy ví dụ đây là một dự án mà người ta thiết kế rất nhiều những cái đoạn tuyến đường trong này chỉ để là 0% để đảm bảo. Đây ví dụ như những tuyến phố này này, tuyến phố này này, những cái nhà căn nhà shop house này này, điểm đầu phố và cuối phố này nó đúng là bằng nhau chứ nó không có sự chênh nhau về mặt cảnh quan đó, nên người ta để là 0/1000. Thì qua cái buổi hôm nay thì tôi cũng mới chỉ tham vọng là giới thiệu một số những cái thay đổi, những cái điểm mới trong tiêu chuẩn 13592/2022, tiêu chuẩn về thiết kế đường đô thị, và một số những cái vướng mắc thực tế hiện nay mọi người đang gặp phải, và để mọi người hình dung rõ hơn về tiêu chuẩn này. Tất nhiên tiêu chuẩn này nó có rất nhiều quy định khác nữa, thì mời các bạn đọc lại cái tiêu chuẩn đó để hiểu thêm, đồng thời thì xem lại các video ví dụ như về VI checking, về thiết kế đường bằng Civil 3D để hiểu rõ hơn về các cái thiết kế chi tiết, cũng như là những cái nội dung tôi nói trong bài, ví dụ như về chiều đứng, ví dụ như là thiết kế bằng cắt ngang điển hình. Tôi dừng lại cái buổi hôm nay ở đây. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm vào nút like, share để ủng hộ kênh của tôi. Trong tương lai thì tôi sẽ làm một số video về chuyên đề về hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng cái yêu cầu của rất nhiều người bạn khán giả có hỏi tôi và đề nghị với tôi. Rất nhiều bạn sinh viên có đề xuất với tôi là làm cái mảng về hạ tầng kỹ thuật để phục vụ các cái bạn chuẩn bị làm đồ tốt nghiệp, cũng như rất nhiều các dự án mà hiện nay đang vướng phải gặp phải. Tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các buổi lần sau.